Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là hôm nay là cũng chúc anh chị mình buổi chiều nhiều sức khỏe nha. Trong chiều hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình hàng máy giống nha cô anh chị. Đầu tiên cái mã số 1 trong chiều hôm nay thì con lên một cái giảo như ý đi. Cây này khá là nhiều bo luôn, tàn nhánh thì nó đều. Chiều cao cây này là được khoảng chừng gần 5 tấc nha cô anh chị. Cho anh chị mình thấy ha, từ đây lên đây một gang tay là 20 nè. Đó, tán ngang thì cũng khoảng được 40 nha anh chị. Tàn nhánh rất là xum xuê, tay cành đều. Lượng bo thì nó cũng nhiều luôn, củ đế nó tương đối, quay gần gần của anh chị mình xem ha. Nguyên cái củ tròn ổn luôn nha cô anh chị. Đó, tay cành của anh chị mình thấy nó cũng hết chỗ chê ha. Cây này thì hoành nó chừng khoảng nó không có to hơn nha cô anh chị, hoành khoảng 10 rưỡi gần 11 thôi nha. Đấy, tại vì cái cổ bên đây nó hơi nhỏ nhưng mà cái củ nó to nha anh chị, lọt lòng là chậu 2 tấc ha. Chậu 20 á. Lọt lòng 20 cm nha, không có tính cái vành nè cô anh chị. Thường nếu mà cô anh chị mình mua chậu mình tính vành luôn thì nó sẽ bự hơn. Ngoài đây thì cũng khoảng 2 ly rưỡi ha. Đây, 2.5. Nếu mà cô anh chị mình mua thì mua chậu nói rõ là ra là lọt lòng là 20 cm thì người ta sẽ đưa cô anh chị mình chậu 20 cm mình vô máy lọt nha. Đấy, nếu mà tính cái mặt luôn thì nó không tới. Rồi cái này mã số 1 cái giảo như ý cô anh chị. Quay xa xa cô anh chị mình xem nè, tàn nhánh quá trời luôn ha. Rồi, cây này mã số 1, buổi chiều ngày hôm nay cây giảo như ý này là giá là 280 bao ship của anh chị mình nha. Giờ tiếp tục qua mã số 2, mã số 2 clip giấc chiều bữa nay nha con chị. Thì nói chung là mỗi ngày buổi chiều thì con sẽ lên mấy cây trung trung á, là đánh từ 1 tới 10 thôi. Còn mà con anh chị mình cần cái cây nó to hơn thì con anh chị mình có thể là liên hệ qua Zalo và số điện thoại con thì con gửi mẫu thêm cho con anh chị mình nha. Đấy, cây này cũng cây giảo như ý luôn. Hàng này thì hàng đế nôm cho con anh chị mình thấy đây ha. Tay cành nó cũng đều, cũng giống như cây nãy nhưng mà cây này thì nó hơi ít bo hơn tí xíu. Cây kia là đế cũ tròn, hoành nó cũng tương tự luôn. Cây này hoành cũng khoảng 10 luôn chứ nó không có to không. Chiều cao thì nói chung là cái bộ thoát thân này là khoảng 17-18, lên đây là 20 cm nè. Đó, cao là khoảng 4 tấc rưỡi thôi nha anh chị. Cây này thì nó lùn hơn tí xíu nha. Cho anh chị mình thấy cây mà số 2, mà số 2 cây này giảo như ý cũng giá là 280 bao ship của anh chị mình luôn ha. Ai thích chơi đế nôm thì mình chơi mấy cây này nè. Có anh chị qua xa xa của anh chị mình xem nè. Cây nó cũng bự, rất là đẹp nha các anh chị. Còn mà các anh chị mình cần bo nhiều quá, bo nhiều thì như mấy cây đó đó ha. Tàn đế to thì cũng vậy luôn, 200, 280 luôn. Nhưng mà cây này con quay hôm qua rồi nè, nhờ bo nó nhiều hơn ha. Thì tùy theo các anh chị mình thích cái cỡ nào. Thế đây là hàng đế nôm, mã số 2 ha, cũng 280k bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Giờ tiếp tục mã số 3. Mã số 3 này là con lên một cây bạch mai tân tân nha các anh chị. Tàn nhánh thì nó tròn ẩm, các anh chị mình thấy ha. Nhánh dài quá, cô anh chị có thể ngắt ngọn đây nè, cho nó tròn đều. Cây này thì con cũng ghép được 1, 2, 3 và 4 bo nha. 4 bo, củ đế nó đẹp nha cô anh chị. Hoành này là hoành khoảng 14 ha. 14, cây củ đế nó rất là to, rất là đẹp luôn. Đây cô anh chị có thể thấy ha. Quay cô anh chị mình xem dòng luôn. Từ bên đây qua bên đây, củ đế nó rất là đẹp. Chiều cao, chiều cao này là khoảng 4 tấc nha anh chị. Chiều cao 4 tấc, tán ngang là khoảng 3 tấc. Tay cành thì nó cũng đều nha, nó tròn cây á, tay cành đều tròn cây. Cây này thì giá là 420 bao ship của anh chị mình luôn nha. Cái này bạch mai tân tân ha con chị, mã số 3 ha. Giờ tiếp tục qua mã số 4. Số 4 này con cũng lên cây bạch mai tân tân luôn nha. Hoành nó cũng vậy luôn nha con chị, hoành này cũng khoảng 14 thôi chứ nó không có to không. Cho anh chị mình thấy ha, tay cành thì sẵn này của anh chị mình xem nó cũng đều nè. Đó, đế thì nó không có cũ không nha con chị, chiều cao là khoảng chừng 4 tấc thôi. 4 tấc nó vừa, hoành thì khoảng 14. Rồi, cây này mã số 4 cũng bạch mai tân tân luôn. Cây này giá là 400k bao ship của anh chị mình ha. 400 cho cây bạch mai tân tân. Hoành thì cũng khoảng 14-15 không à, chứ không có cái này hoành nào nhỏ nha. Nhưng mà có cái lô bạch mai này chăm nó cũng nói chung là tương đối khéo nha anh chị. Tại cành nhánh nó xum xuê, đọt tai cành thì nó đi rất là đẹp luôn nha các anh chị. Mã số 4 400k bạch mai tân tân ha. Và cây kế tiếp là con lên giới thiệu anh chị mình xem một cây cúc lá rí nha. Cây cúc lá rí này hoành nó tới 15 được nha anh chị. Củ đế nó to nó bự nha, cho anh chị mình thấy ha. Hàng tay cành thì nó cũng đều, ghép thì nó cũng nhiều bo nè. Con đóng nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Cây này hiện ghép khoảng 20 bo nha anh chị, 20 bo cúc lá rí nha. Tay cành đều, cao là 6 tấc rưỡi nha anh chị. Củ đế nó cũng bự luôn cho anh chị mình thấy ha. Gốc rất là đẹp nha các anh chị. Đó, một cây cúc lá rí khá là đẹp nha các anh chị. Mình cây này là cây mã số nãy là mã số 4 rồi, cây này mã số 5 ha. Mã số 5
cái cúc lá rí. Cây này thì giá là 700k bao ship của anh chị mình luôn nha. Cái cúc lá rí 700, nói chung là hàng thì nó không bự bằng mấy cây mà 1 triệu mấy hoặc là 900 triệu nha, tùy theo cây, tùy theo nên mới có giá khác nha anh chị, chứ không phải là cây nào cũng y chang như giá vậy. Nên có anh chị mình cứ xem kỹ cái cây. Thì cây này là giá là 700 bao ship của anh chị mình luôn ha, một cái cúc lá rí khá là bự nha con chị, tay cành nhiều, ghép khoảng gần 20 bo ha, khoảng 20 bo. Thì giá này là con đã báo bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Dạ, tiếp tục cây mã số 6 thì nói chung là lên lận cặp cặp cho con chị mình dễ chơi ha. Cây này cũng cây cúc lá rí luôn, hoành y chang vậy luôn, tai tàn thì nó cũng y chang luôn. Cây này thì ghép nó được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đây là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cây này ghép 14 bo nữa, hơi ít bo hơn tí xíu nha con chị. Thấy vậy thôi chứ tùy theo cái bộ đế, tùy theo thế mình mới vô cái bo được nha, chứ không phải mà cây nào của anh chị mình cũng vô cái bo y chang ha. Đó, tai cành của anh chị mình thấy đây, cũng một cây cúc lá rí luôn. Cây này thì mã số 6 ha, cũng tương tự, cũng 700k bao ship của anh chị mình luôn ha. Chơi mấy cây này thì ngon hơn, tại tai cành của anh chị mình nè, thấy nó tai cành rất là đều. Còn mà có anh chị mình mua mấy cây lùng lùng á, nó vẫn được nha anh chị, nhưng mà có một cái là cái tàn thì nó lùng hơn. Không gian thì mình chơi mấy cây nhỏ nhỏ thì nó vừa, mấy cây này tàn tay rồi nó đều hơn, đẹp hơn rất là nhiều nha con chị. Dù sao cái tàn tàn thông sau này có anh chị mình cắt lấy bo á, mình cần lấy bo nhiều nhiều á thì nó ra nó cũng lẹ ha, gốc nó to ha. Loại này thì gốc đế thì nó khỏe hơn mấy cái kiểu mà lùng lùng mình cắt, mình mà ép chậu bo rễ ha con chị. Rồi, cây này mã số 6 cúc lá rí cũng tương tự là 700k bảo ship luôn ha. Giờ tiếp tục là con lên mã số 7 nha con chị. Số 7 này là con lên một cây mai nhị ngọc toàn, cây tàn nhánh thì nó cũng khá đều luôn, tai cành thì nó cũng tương đối cho anh chị mình về mình chơi được ha. Cây thì cắt bo rồi nó khỏe đó. Đây, nói chung là cây này thì cũng dạng cây ế thôi. Cây ế clip trước là con có quay rồi nhưng mà quay lại của anh chị mình xem ha. Tại quay xa xa của anh chị mình xem đây, cây thì tàn đế nó cũng ok. Đấy, tàn nhánh thì ra nó cũng đều nha con chị. Cho anh chị mình thấy ha, nhị ngọc toàn, cây này thì hoành nó khoảng 15 gần 16, cái đế lọt lòng nó là chậu 3 tấc các anh chị, đế rất là to, củ rễ rất là bự các anh chị. Cái rễ không là bự bằng muốn giò cái ha, giò cái nó bè hết cái miệng chậu 3 tấc nè, nó xòe tròn ha, xòe tròn ra đều luôn. Đấy, cây này thì giá là 600k bao ship, cây mã số 7, một cây mai nhị ngọc toàn rất là đẹp nha các anh chị. Và cây kế tiếp là con lên cây mã số 8. Số 8 này là một cây bình lợi nha. Nói chung là lựa mấy cây nào mà đẹp, bự đế đẹp đó, lên của anh chị mình xem trước ha. Cây này thì con ghép số bông mình lại, cây này là con ghép được 4 bo nè. Cho anh chị mình thấy nè, kỹ nè, 1 nè, 2 nè, bên đây bo thứ 3, còn bo bên đây nè, cái bo kế bên đầu thứ 4 ha. Tàn nhánh thì nó cũng ok, cây này thì hoành nó không có to thôi. Được cái là bộ đế nó khủng, này là chậu 2 tấc rưỡi nha anh chị. Chậu này là chậu 2 tấc rưỡi chứ không phải chậu 3 tấc nha, tại vì cái đế nó gươm á, nó gươm nó sổ suông á. Mấy cây này thì nói chung là khó kiếm đế mấy này lắm nha con chị, thấy nguyên vườn nè. Con chị mình thấy ha, đế này đế kia thì nó có chứ mấy cái đế sổ bự bự vậy này ít. Lên mấy cây nào bự đẹp lên con chị mình xem trước nha. Đó, một cây bộ đế rất là khủng luôn. Rồi, cây này một cây bình lợi ghép 4 bo hàng đế khủng. Cây này thì hoành nó khoảng chừng 13 thôi nha anh chị, chứ không có to không đâu, nhưng mà cái bộ đế nó là lọt lòng chậu 2, tức là nguyên cái củ ôm đế chà bá luôn ha. Rồi cây bình lợi mã số 8 này giá 600k bao ship của anh chị mình luôn ha. Giờ cái tiếp mã số 9. Số 9 này là con lên một cái giảo đồng tiền ha. Chậu lọt lòng đây của anh chị mình xem nè. Cái chậu 3 tấc, cái bộ đế của anh chị mình xem nè, nguyên. Nói chung là cái chậu sao là cái đế nó bự bằng vậy á chú anh chị. Dạng kiểu mà mình chơi bonsai nhà lùng á thì con sẽ ép chậu cắt rễ của anh chị, chứ không phải để vậy ha. Nhưng mà những cái rễ nhô nhô lên á, cô anh chị mình có thể là mình đắp chất trồng hoặc là mình đắp cỏ lên để cho nó không chết, hoặc là mình đắp lên để cho nó ra rễ cám nha, chứ mình đừng có cắt bỏ nha anh chị, cắt bỏ thì nó hơi uổng nha. Đây, tai cành thì nó đều. Đây con ghép được 2 nè, 4 nè, 6 nè. 7 8 9 bo thôi ha. Cây này ghép được 9 bo, cái bộ đế nó rất khủng nha anh chị. Cây này hoành nó khoảng chừng 15 ha, hoành khoảng 15, tai cành đều, chiều cao là cũng khoảng 5 tấc rưỡi gần 6 tấc nha các anh chị. Đấy, bộ đế nè, lọt lòng chậu 3 tấc nè, đó, mã số 9.
Cây này giảo đồng tiền đọt đỏ nha các anh chị. Cho anh chị mình thấy ha, cái đọt ra thì nó sẽ đỏ thẫm vậy, bắt đầu dần 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 nó cam và nó xanh lại nha các anh chị. Rồi, cây giảo đồng tiền mã số 9, 600k bao ship của anh chị mình luôn ha. Và cây mã cuối cùng lên cho anh chị mình một cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch nha các anh chị, nhị ngọc toàn lá cẩm thạch ghép dáng trực tàng thông ha. Cây này thì ghép được một nè, hai bo nè, ba bo nè. Bên đây là ba bo ha, nói chung là cái tàn nào mà nó có nhánh mình mới ghép được ha. Và 4 bo và 5 bo ha, 5 bo. Cây này thì hoành nó khoảng 14 thôi nha các anh chị. Tàn nhánh thì nó cũng ok, đế nó cũng khá nha. Cây này cao khoảng chừng 6 tấc ha. 6 tấc nó yếu 6 tấc rưỡi tí xíu rồi. Thì nói chung là chưa được 6 tấc rưỡi, tính 6 tấc cho các anh chị mình dễ chơi ha. Đây, cây dáng trực tàng thông. Để ghép được nhiều bo, nói chung là từng phân tầng nó lên nha các anh chị, chứ không phải mà mình ghép là mình ghép ấy ha. Đây. Cao 6 tấc, hoành 14, nó hoành 14 là chắc ăn 14, báo với cô anh chị mình chắc cú là cây hoành luôn ha. Nó nằm thì nằm ngay chỗ này, là con đo ngay chỗ này nè, chứ con ví dụ mà trên đây thì nó nhỏ hơn chút xíu, dưới đây thì nó vừa khoảng 14, hơn 14 một chút. Còn xuống nữa tùy theo cô anh chị mình đặt cái thước nó nằm chỗ đâu thì vậy ha. Cây này thì con cũng có cắt tỉa gọn gọn thì nó đang ra lại bo thì nó rất là nhiều luôn. Cho anh chị mình lấy bo là vô tư ha, nhị ngọc toàn lá cẩm thạch. Cây này mã số 10 giá buổi chiều nha anh chị, giá là 700k bao ship của anh chị mình luôn ha. Nhìn toàn lá cẩm thạch, nói chung là lá, cái dàn lá thì nó khá là đẹp. Lô này thì làm vô tay đồ nó cũng rất là đẹp nha anh chị. Đây chưa có vô dây sữa nha, vô dây sữa là ra một cái cây thành phẩm của anh chị mình nhìn là nó hết ý liền ha. Đây sẵn con có đi xuống vườn ông anh đó, có anh chị giới thiệu của anh chị mình xem hai cây mà siêu bông mình lợi mà con ghép một cây khoảng 80 hoành với một cây khoảng hơn 60 hoành cho anh chị mình thấy nè. Ghép mới có vài tháng thôi nha anh chị, mới có mấy tháng thôi, nhưng mà người ta sửa ra tàn, cái tàn dù này của anh chị mình thấy đẹp nha. Đó, cây đây, cây này thì mới ghép không anh chị, mới ghép không á, ghép xong rồi của anh chị mình thả tàn á, thả tàn ra rồi xong mình lả lại mình sửa từng lớp luôn ha, là mình tạo phơm là nó từ nhỏ luôn. Thì mai mốt chừng nào mà cái nhánh của anh chị mình á, cái nhánh cây nó ăn dây thì của anh chị mình có thể tháo ra ha, tháo dây ra từ từ. Nói chung là lô cây là ổng là thợ sửa nha anh chị, thợ sửa mai á, rồi người ta sửa cái cây ra nhìn rất là đẹp nè. Nhưng mà cây này là chưa cắt tỉa nha anh chị. Đáng lẽ là mấy cái cành này nè, nó dài cỡ này là có anh chị mình cắt phân cho nó tròn hết á. Còn mấy cái này là người ta chưa cắt, người ta đang chừa lại để lấy bo có anh chị. Nói chung là cây này khoảng hơn 60 hoành nè, cây bên đó là 80 hoành có anh chị, rất là đẹp ha. Nói chung là thợ người ta sửa rất là kinh ha. Còn đây là bông nè có anh chị, cây này là cây 80 hoành nè. Đây, trên đây là có cái bông nè, có anh chị xem nè. Ha, bông siêu bông mình lợi đây. Bông này bông gió thôi nha anh chị, chứ không có bông đạt nha. Ở trên thì nó cũng có nở bông nhiều quá. Tết thì cây này nếu mà có lãi ra thì cho các anh chị mình xem. Cây này rất rực rỡ nè, chưa có tỉa tàn đâu, mới có sữa lai sơ ha. Tỉa tàn ra thì cây nó đẹp ha. Rồi, thì hôm nay thì giới thiệu của anh chị mình ít cái hàng mai giống vậy đó. Như cho anh chị mình xem vài ba cây mà bự mà ghép bình lợi của anh chị mình thấy ha. Thì có anh chị mình nếu mà mình có liên hệ đặt hàng hay mình có cần góp ý kiến, mình có thể comment với bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo, mình liên hệ qua số máy là 0963210936 để đặt hàng ha. Cái nữa nếu mà có anh chị mình có lướt ngang kênh thì cho con xin lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn và nhấn vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất nha con chị. Cuối cùng là chúc con anh chị mình nhiều sức khỏe, em là con chị trong video sau nha. Xin chào tất cả con anh chị mình ạ.